Bên này còn có mọi người di chuyển không được. Qua nữa đi, qua nữa đi. Các bạn lùi xíu qua cửa sau chạy xíu. Mọi người đừng có lấn lên nữa để vô khung hình. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Oanh đã và đang cố gắng để theo đuổi cái tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, và Oanh tin chắc rằng Oanh của 8 năm trước, Oanh của 8 năm của hiện tại bây giờ rất khác nhiều, và Oanh ở bây giờ Oanh tự tin hơn, bản lĩnh hơn và đã sẵn sàng đến chinh phục ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đối với Oanh thì một Vina Woman của mình thì Oanh định nghĩa như thế nào một người phụ nữ bản lĩnh ở trong thời đại mới? Với Oanh thì có 3 từ Oanh muốn định nghĩa về Vina Woman của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: tự tin, bản lĩnh và truyền cảm hứng. Đó là 3 điều mà phụ nữ hiện tại luôn luôn và sẽ hướng tới trong tương lai. Anh có nghĩ là mình là một siêu mẫu thì nó là một cái lợi thế hay là một cái bất lợi khi mà đến với một cái sàn đấu của Hoa hậu? Thì mọi người khán giả thường hay tranh cãi là Hoa hậu thì sẽ có một cái dáng đi khác so với người mẫu, thì anh có suy nghĩ như thế nào về một ý kiến thế này? Có một câu chị hay nói rất đúng: tất cả các hoa hậu, gần như là các hoa hậu trên thế giới đều xuất phát từ người mẫu. Và Oanh tự tin rằng với những kinh nghiệm mà Oanh đã có, Oanh sẽ sẵn sàng tỏa sáng trên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và sorry chị, cái câu tiếp theo chị hỏi là anh sẽ biến cái bất lợi thành cái có lợi cho Oanh trong chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khán giả và mọi người hãy theo dõi ủng hộ cho Oanh. Khi gặp lại Ngọc Châu và Hương Ly cùng là quán quân Next Top thì các bạn đã có những cái phần đối đầu nhau như thế nào trên cuộc thi? Nhưng mà phải đối đầu với các bạn cái danh hiệu. Đối thủ như Ngọc Châu và Hương Ly rất là mạnh, và tất cả các bạn thí sinh đây đều như vậy, chứng tỏ là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một cuộc thi vô cùng uy tín. Và Oanh cảm thấy không có gì lo sợ cả, tại vì Oanh và Châu và Ly, bọn Oanh đều có những giá trị và cái lý tưởng, cái mục tiêu rõ ràng khác nhau, và Oanh tin rằng Oanh và Châu và Ly sẽ cùng tỏa sáng. Trong đó hay lắm và mọi người đều tận hưởng cái hành trình này, không ai là đối thủ của mình. Đối thủ của mình chính là bản thân của mình đấy. Đúng rồi, mình phải vượt qua nó. Trong nhà chung thì em đánh giá cao ai nhất, tại vì em cũng có kinh nghiệm ở nhà chung. Em đánh giá cao chị Nguyễn Oanh nhất, tại vì chị Nguyễn Oanh là người cao nhất cuộc thi. Rất là lâu rồi nhưng mới quay lại với cuộc thi sắc đẹp, quay lại với showbiz như thế này. Nhưng mà không may là có những cái tin đồn không hay, thì Ngân nghĩ là tập 1 cũng sắp phát sóng rồi và những tập tiếp sau đó nữa. Thật ra đi một cái chặng đường như thế này là một cái quá trình, và Ngân muốn mọi người sẽ quan sát, theo dõi, ủng hộ Ngân thì mọi người sẽ hiểu được mình như thế nào, và mình không làm gì sai thì mình không phải có gì phải sợ cả. Nhưng mà Ngân không muốn lên tiếng để cái mọi việc nó không được sai. Tính Ngân từ trước tới giờ là một người kiểu Ngân không nói nhiều về một cái vấn đề gì đó mà Ngân cảm thấy không quá nghiêm trọng. Tại vì thật ra cái tin đồn này Ngân nghĩ vẫn có những người người ta nhìn vô đó và người ta cảm thấy rất là vô lý. Thì nó có rất là nhiều thứ mà chỉ từ một chiều á. Cho nên là Ngân thật ra thì Ngân vẫn rất là mong các phản ứng của khán giả với những cái gì mà Ngân thể hiện nhiều hơn là Ngân phải lên tiếng giải thích về một vấn đề gì đó. Đến với cuộc thi này thì Ngân tự tin là Ngân là một người chắc là thoải mái nhất, Ngân cảm thấy vậy. Nhưng mà dạ hôm nay đã thoải mái đó, thì cái sự thoải mái đó sẽ không thật ra thì Ngân đã có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái trải nghiệm trong suốt 2 năm mà Ngân không hoạt động nhiều. Thì Ngân đi rất là nhiều nơi, vác ba lô lên và đi và tiếp xúc với nhiều người. Thì Ngân đến với cuộc thi này với một cái tinh thần thoải mái và Ngân muốn Ngân có thể học hỏi đúng. Chỉ sau 2 tuần thì Ngân đã học được rất là nhiều thứ và Ngân đã thay đổi cái tư duy của mình về một cuộc thi sắc đẹp. Nó rất là vui và nó rất là nhân văn, bên cạnh đó nó còn gieo cho Ngân những cái hạt giống đầu tiên về những cái việc làm thiện nguyện nữa. Nên Ngân nghĩ là sau cái cuộc thi này Ngân sẽ có thêm nhiều người bạn và một cái hành trình mới sẽ bắt đầu. Cái kinh nghiệm diễn xuất trong phim ảnh của Ngân có giúp Ngân vượt qua các thách tốt? Thực ra thì ở trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ không có phần thi diễn xuất gì nhiều cả, nhưng mà Ngân nghĩ là cái kinh nghiệm về diễn xuất của Ngân giúp cho Ngân có thể thể hiện về ánh mắt tốt hơn mọi người một chút xíu. Vâng ạ. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy ủng hộ cho fan nước nè. Tôi danh 770. Em có thể introduce bằng tiếng Anh được không? Dạ được. Hello everyone, my name is Phan Ngân. I'm 27 years old. I'm from Thailand. Tự nhiên không biết nói gì. What do you feel when you are in top 70? I feel so excited and I have a lot of stories. But I think after my journey, so I can tell you about my journey and my feeling. Yeah. How about this day? How about this day? A little bit nervous and quiet, happy right now. Yeah. Okay. Đẩy váy tóc tai lại nha. Rồi thẳng anh nha. 1 2 rồi 1 mấy tay chào các mọi người. Rồi. Mấy tay thôi. Em vừa tẩy tay rồi nó không lên dây luôn. Rồi tiếp tục em. Okay. Okay.